Thưa quý vị, từ đêm 6 tháng 8, thì Quảng Trị đã phong tỏa hai khu dân cư là nơi cư trú của hai bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 đầu tiên của tỉnh này, gồm tổ 5A, tức khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, và thôn Đơn Duệ, tức xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, nơi cư trú của bệnh nhân 749, với tổng cộng 308 hộ dân, với hơn 1.300 nhân khẩu. Việc đảm bảo phong tỏa được tiến hành nghiêm chỉnh và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân được đầy đủ, đang cấp thiết được đặt ra. Ghi nhận của các phóng viên thời sự. Tại tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, khu vực bị phong tỏa có 12 hộ dân. Lực lượng chức năng gồm công an, dân phòng, y tế đã lập chốt canh gác ngày đêm, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm để đảm bảo đời sống cho người dân. Tiếp thu những cái thông tin từ bà con ở 12 hộ ở phía trong cần cái nhu yếu phẩm gì đó thì là truyền đạt lại cho mặt trận, và mặt trận ủy ban nhân dân phường Đông Lễ sẽ thực hiện cái việc này để đảm bảo cái việc tiếp lương đầy đủ cho bà con trong khu vực phong tỏa tạm thời này. Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, nơi cư trú của bệnh nhân số 749, cũng đang có 296 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu bị phong tỏa. Ngoài đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, cơ quan chức năng cũng lưu ý tới việc hỗ trợ thu hoạch lúa hè thu cho 296 hộ dân đang bị phong tỏa, không thể ra đồng. Sau thời gian neo dài ở mức cao, thì trong tuần qua giá lợn trên thị trường cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số địa phương. Tại miền Bắc, đa số các địa phương giá đã xuống khỏi mốc 90.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại miền Nam, giá cũng ghi nhận giảm từ 3 đến 6.000 đồng một kg trong tuần vừa rồi. Thị trường lợn hơi miền Bắc tuần này giảm nhẹ 1 đến 2.000 đồng một kg so với tuần trước. Mức giá cao nhất tuần này 91.000 đồng một kg chỉ còn được duy trì tại Lào Cai, Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên. Nam Định là một trong số ít những tỉnh còn neo ở mốc 90.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại đều về dưới 90.000 đồng một kg, thấp nhất là Phú Thọ 86.000 đồng một kg. Giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 86 tới 91.000 đồng một kg. Trong tuần qua, giá lợn hơi miền Nam chứng kiến nhiều địa phương giảm sâu. Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu giảm từ 3 tới 6.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại giảm từ 1 tới 2.000 đồng một kg. Riêng Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh đứng yên. Giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 81 tới 89.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Trung Tây Nguyên không có nhiều biến động, hiện giao dịch trong khoảng 81 tới 87.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, 3 chiếc xe tải chở khoảng 5,5 tấn gỗ các loại không có giấy tờ hợp lệ vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường, công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bắt giữ. Một trong 3 chiếc xe tải thậm chí đã quay đầu bỏ chạy khi mà thấy lực lượng chức năng. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 7 tháng 8, 3 chiếc xe tải mang biển kiểm soát 62C14229, 62C08441, 62C10699 đi từ hướng huyện Tân Hưng qua địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi đó, xe 62C10699 đi sau cùng đã quay đầu bỏ chạy, khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi. Đến 7 giờ cùng ngày, chiếc xe này đã bị bắt giữ và đưa về công an thị xã Kiến Tường xử lý. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe chở khoảng 5,5 tấn gỗ chắc và các loại khác có nhiều kích thước. Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Bước đầu, cả 3 tài xế khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ tên tuổi. Hiện vụ việc được công an thị xã Kiến Tường tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh mà quý vị và các bạn đang thấy ở trên màn hình là một phần nhỏ trong tổng số gần 3 tấn chân gà đông lạnh vừa bị công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai bắt giữ. Đáng nói là toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, trên địa bàn xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, qua kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 90C04027, lực lượng chức năng đã phát hiện 97 thùng bìa giấy đựng chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 2,8 tấn. Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc của sản phẩm, đồng thời khai nhận chở thuê số chân gà trên cho một người không quen biết từ huyện Bảo Thắng, Lào Cai vào huyện Bát Sát với số tiền công là 1,5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Thưa quý vị, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà doanh thu từ bán vé của Thảo Cầm Viên, sở thú lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đã sụt giảm mạnh. Nếu như trước dịch cơ sở này có doanh thu khoảng 333 triệu đồng một ngày từ việc bán vé, thì nay chỉ vỏn vẹn có là 15 triệu đồng một ngày, tức là đã giảm trên 95%. Trong khi đó thì chi phí về thức ăn, về chăm sóc thú mỗi tháng
Thảo Cầm Viên cần đến con số từ 5 đến 6 tỷ đồng. Vâng, và trước tình hình này thì nhân viên của Thảo Cầm Viên đã tự nguyện xin giảm lương, còn người dân thì chung tay để ủng hộ Thảo Cầm Viên có thể vượt qua thời gian khó khăn này. 30% là mức lương mà toàn bộ 270 cán bộ, nhân viên tại Thảo Cầm Viên đã cùng tự nguyện cắt giảm để hỗ trợ kinh phí duy trì thức ăn cho thú. Sau khi thông tin trên được đăng tải trên trang mạng xã hội, đã có nhiều mạnh thường quân cùng chuyển khoản để đồng hành với Thảo Cầm Viên. Thậm chí còn có người đến trực tiếp để tiếp sức cùng đơn vị. Thấy trên mạng xã hội á, có một cái bài viết của Thảo Cầm Viên về cái sự mà khó khăn trong cái mùa dịch này. Nên là tôi cũng share lại bài và được bạn bè, người thân cũng chung tay ủng hộ. Để khi mà về mình phản hồi lại những sự thật nó như thế nào để là mọi người sẽ cùng chung tay tiếp tục với mình. Dù doanh thu giảm mạnh, nhưng Thảo Cầm Viên vẫn cam kết đảm bảo khẩu phần ăn cho động vật tại đây. Các loại thức ăn như rau củ, thịt, trái cây cho thú nuôi vẫn được đảm bảo cung cấp đầy đủ và chất lượng. Đối với chúng tôi thì cái khẩu phần ăn nó vẫn bình thường. Mà không có thay đổi, mà nói chung thì chúng tôi vẫn duy trì cái khẩu phần ăn tốt nhất cho nó, chất lượng mà đạt yêu cầu thì chúng tôi sử dụng, còn những cái nào không đạt yêu cầu thì chúng tôi trả lại. Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm như chĩ sao, trà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm. Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang cũng trở nên khan hiếm, nhất là với những hộ dân ở vùng sâu vùng xa. Và với mong muốn ai cũng có khẩu trang để đeo phòng dịch, bảo vệ sức khỏe, nhiều tổ may khẩu trang vải khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp đã được thành lập để may và phát miễn phí cho người dân, ghi nhận tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Một tuần nay, cơ sở may gia công của chị Trần Thị Mỹ Tiên luôn trong tình trạng tất bật. Thay vì may khẩu trang để xuất đi tiêu thụ, thì hiện tại cơ sở may này lại tập trung để phát miễn phí cho người dân. Chị ở đây thì cũng có cái tổ hợp may nhỏ nhỏ, cho nên chị cũng khuyên chị em ở đây để hỗ trợ cho cái mùa dịch này á, để mình may khẩu trang cho có để phát cho dân. Những chị em nghèo người ta đâu có khả năng đâu, người ta lo nổi cái khẩu trang đó. Do đó mình may khẩu trang này thì tôi thấy thì cái khẩu trang này thì nó cũng tốt như khẩu trang y tế. Do đó là mình may mình cho bà con nghèo ta để bà con ta có, ta sử dụng để phòng cái bệnh dịch. Để đảm bảo cung ứng với số lượng lớn, khâu quan trọng nhất ở các cơ sở này là chọn nguồn vải may. Để chung tay chống dịch, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng đã cùng nhau ủng hộ vải và may khẩu trang để phát miễn phí cho người dân. Nghĩa cử cao đẹp này hiện đang được tiếp tục lan rộng. Công ty lâm nghiệp Bến Hải Quảng Trị được nhà nước cấp ngân sách trồng bảo vệ rừng từ năm 1994 theo dự án 327, khu vực giáp ranh với Quảng Bình. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến 2010, tỉnh Quảng Bình lại cấp giấy quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, trong đó có gần 20 hectare rừng được cấp trồng lên đất rừng 327 do công ty lâm nghiệp Bến Hải quản lý. Sự trồng lớn này đang khiến công tác bảo vệ rừng rất phức tạp. Ba vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng hơn chục ngày, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua. Diện tích cháy thuộc tiểu khu 552 và 549, khu vực giáp ranh giữa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, làm thiệt hại hơn 10 hectare rừng thông từ 20 tới 25 năm tuổi. Hàng năm là cái diện tích ở đây là thường xảy ra là cháy vào một cái thời điểm mùa hè. Cái đối tượng mà cố tình đốt đấy thì họ thường thực hiện cái việc lén lút, nên là thực sự là rất khó phát hiện. Và thời gian cháy chủ yếu là vào các thời điểm là sáng sớm và vào thời điểm bữa trưa khi anh em đoàn mà nghỉ ngơi. Tại khu vực rừng giáp ranh này, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã cấp 6 sổ đỏ cho 5 hộ dân với diện tích 25 hectare, trong đó có hơn 18 hectare trồng lên rừng thông của công ty lâm nghiệp Bến Hải đang quản lý. Lý giải nguyên nhân, chính quyền địa phương cho biết thời điểm cấp sổ đỏ, họ không hề nắm rõ hiện trạng đất. Trong cái thời gian cấp này á, là theo cái dự án của đa dạng hóa nông nghiệp làm thủ tục và thủ lý hồ sơ, thì trên tinh thần hiện trạng lúc năm 2009 á,
thì cái khu vực này là quản lý ranh giới là chưa được rõ ràng. Thứ hai là cái hiện trạng đan xen cả thông và keo tràm, cho nên dẫn đến trong cái bộ phận thủ lý hồ sơ là có cái sự chưa xác định rõ ràng ở đấy. Chính cái việc cấp sổ đỏ trồng lên đấy dẫn đến là hệ lụy là cái việc người dân có nguy cơ là vào để đốt, để là họ sau đó họ hợp thức hóa về quyền sử dụng đất trên sổ đỏ họ được cấp. Trong khi những vướng mắc về trồng lấn đất chưa được giải quyết, thì 3 năm trở lại đây, trên khu vực này đã xảy ra hơn chục vụ cháy rừng thông. Trên các diện tích cây rừng bị đốt cháy, ngay lập tức đã xuất hiện các giống cây tràm do người dân mang đến. Tại tỉnh Khánh Hòa, tình trạng những khu rừng ngập mặn tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh bị người dân tàn phá để làm đìa đang liên tục xảy ra ở mức đáng báo động. Những khu rừng ngập mặn tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh là khu rừng bần cổ thụ quý hiếm được xếp vào hàng cây di sản Việt Nam do thích nghi với gió xoáy, với nước mặn, có chức năng bảo vệ bờ ven biển trên tuyến đường từ Cổ Mã đi Đầm Môn, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái cho các khu dân cư của thôn Tuần Lễ. Tuy nhiên, những năm qua, tình trạng người dân địa phương cùng người dân các nơi khác đến đã tàn phá khu rừng ngập mặn này để làm đìa nuôi tôm hoặc xây nhà lấn biển liên tục xảy ra với những con đường đất đắp chi chít chạy ngang chạy dọc, xé nát các khu rừng, khiến nhiều khu rừng bị băm nát. Những cây bần hàng trăm năm tuổi giờ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, và hiện những khu rừng ngập mặn còn lại cũng đang tiếp tục bị tàn phá và có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Để thay vào đó là những đìa tôm mênh mông trải dài hàng mấy cây số. Tình trạng phá rừng ngập mặn sẽ đe dọa trực tiếp đến vùng đất của xã Vạn Thọ, nhất là thôn Tuần Lễ và tuyến đường đi Đầm Môn của huyện Vạn Ninh trong các mùa mưa bão sắp tới. Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng từ bão số 2, nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra mưa lớn gây ảnh hưởng mạnh đến đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Đặc biệt trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, thiên tai đã khiến hơn 2.200 hectare lúa hè thu của nông dân đang trong giai đoạn trổ chín và thu hoạch bị ngã đổ. Hiện người dân đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm cứu lúa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Thiện sản xuất 12 hectare lúa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa to, gió lớn, toàn bộ diện tích đã bị ảnh hưởng. Trong đó có 5 hectare chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, bị sập hơn 80% diện tích. Bà con đây không sập nhiều dữ lắm. Nó là nhờ để xã cống đầu cho bà con để mà rút nước ra để mà cắt. Rồi nhờ chính quyền địa phương mình coi nó có hỗ trợ được mớ tiền dầu nào không. Rất nhiều bà con trên địa bàn huyện Hòn Đất cũng đang lâm vào hoàn cảnh giống như ông Thiện. Người dân đang rất lo lắng khi trước đó đã nhận tiền cọc mua lúa của thương lái. Hiện việc bơm rút nước cứu lúa đang được bà con khẩn trương triển khai. Giờ bơm là 3 ngày nay rồi mà chưa có cắt hái gì được hết trơn. Nhờ là nhà nước, chính quyền, địa phương có thể xả cống là hỗ trợ cho bà con nông dân mình. Rồi điều thứ hai nữa cũng nhờ chính quyền địa phương coi cái vụ mà lái thương buôn mà mua lúa này nè, đừng cho nó ép giá bà con nông dân mình, chứ giờ đổ ngã quá rồi sợ nó vô đây rồi nó ép giá ép đồ nữa. Quá trời mưa bão rồi, mấy ngày nay là ngầm ở đây là ngủ bơm nước bơm nôi là quá trời lúa cũng lên mọng. Theo thống kê, toàn huyện Hòn Đất có hơn 2.200 hectare lúa bị ảnh hưởng do bão số 2, trong đó có nhiều diện tích sản xuất ngoài đê bao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tuân thủ theo yêu cầu hướng dẫn sản xuất của ngành chức năng để tránh những thiệt hại không đáng có.